Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2011, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên khóa năm 2. Tại buổi lễ, đã có 986 sinh viên được nhận bằng cử nhân, trong đó có 9 sinh viên đạt loại xuất sắc, 236 sinh viên đạt loại giỏi, số còn lại hầu hết là sinh viên đạt loại khá. 201 sinh viên còn lại của khóa năm 2 sẽ tiếp tục hoàn thành tiến trình đào tạo. Trong không khí long trọng và thân mật của buổi lễ, các bạn sinh viên đã được nhận những lời chúc của thầy cô, bạn bè và không giấu nổi niềm vui khi đón nhận tấm bằng cử nhân. Khóa năm 2 là khóa đầu tiên áp dụng hình thức đào tạo hoàn toàn theo tín chỉ, xét tốt nghiệp theo phương thức mới. Đã có 4 sinh viên hoàn thành chương trình học trong hơn 3 năm, được nhận bằng tốt nghiệp từ tháng 3 năm 2011. Sau 4 năm học tập và nghiên cứu, các bạn đã có một quãng thời gian sinh viên đầy ý nghĩa dưới mái trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Dưới ánh nắng mùa hè, trong tà áo dài và màu áo xanh của một lễ phục, những tân cử nhân không giấu nổi niềm vui, sự hồ hởi của ngày ra trường. Bên cạnh đó là niềm vương vấn khi chia tay bạn bè, thầy cô. Cho đến ngày hôm nay thì khi mà nhận cái tấm bằng cử nhân trong tay thì mình thực sự là rất là xúc động. Và những cái bao nhiêu những cái sự cố gắng của mình thì hôm nay đã được những gì mà mình cố gắng thì hôm nay mình đã nhận được. Và trong cái lúc này thì cảm xúc của mình rất là vui, vừa vui được nhận tấm bằng, một chút vương vấn khi nhìn lại những cái năm học mà mình đã qua. Nhưng mà những cái chặng đường mà mình đã đi qua thì mình thực sự là mình cho mình thêm những cái tự tin để mình có thể bước đến cái con đường phía trước. Những ngày sát nhận bằng cử nhân thì mình rất là hồi hộp. 4 năm trôi qua thì chỉ nghĩ là lúc nhận bằng thì mình rất là vui sướng với thành quả đã đạt được. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đấy là cảm giác luyến tiếc với lại mái trường và các bạn bè và các thầy cô. Hôm nay thì mình đã khoác trên người một quần áo cử nhân và nhận bằng trong một ngày lễ rất là trọng đại. Và không thể nói hết được cảm xúc mình lúc này. Mình thấy rất là hạnh phúc vì đó là đánh dấu cái quá trình nỗ lực phấn đấu trong suốt 4 năm học đại học của mình. Và trường Đại học Sĩ Nhân Văn là một trong những trường trao bằng sớm đầu tiên ở Hà Nội. Thì mình cảm thấy rất là vui vì các thầy đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng mình có thể tìm được cơ hội việc làm phù hợp và nhanh nhất. Hiện giờ thì cảm xúc của mình là sự hồi hộp bởi vì là giờ đây mình đã là một cử nhân khoa học xã hội. Thì mình đã sẵn sàng để bước vào con đường lập thân lập nghiệp và khẳng định bản thân. Sau những niềm vui, nỗi buồn của ngày chia tay là những ngày tháng đầy hứa hẹn phía trước đang mời gọi và đón nhận sức trẻ của những tân cử nhân.